Chào các bạn. Rồi rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất động sản Vinhome. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái nhận định thị trường, một số cái khúc mắc của khách hàng cũng có thể inbox với mình. Sau khi mà có những cái thông tin về cái delay về cái, cái thời hạn ở tại dự án Ocean Park 2. Ví dụ như cái delay về cái trường học này, delay về 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 cái phân khu cái cái quảng trường cái nhô ánh sáng thì uh, nhận định về thị trường thì mình vẫn bảo lưu một quan điểm là với các cái biến kinh tế thì chúng ta sẽ nắm về như thế này tức là uh, phải nhìn nhận cái kinh tế Việt Nam 2023 chủ động ứng phó với những cơn gió nghịch này thì GDP tăng trưởng 8,2% và các cái tổ chức kinh tế kinh uh, ngân hàng thế giới này hoặc imf này họ đánh giá về việt nam về cái năm 2022 chúng ta đã đạt được đấy và chúng ta sẽ nhìn nhận đầu tư công này uh, vốn đầu tư đạt khoảng 445 tỷ này và sang năm thì là vốn đầu tư vốn fdi là giải ngân tích cực trong khoảng 10 19 20 tỷ trong mỗi cảnh nó Việt Nam điểm sáng trong bức tranh kinh tế tối màu của thế giới Uh, cái năm 2023 thì đâu đó Quốc hội đã phê duyệt là tổng mức đầu tư công của chúng ta là 700.000 tỷ. Và đầu năm ấy thì chúng ta cũng sẽ thấy là 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 cái dạ bác chính, Thủ tướng Nguyễn Minh Phạm Minh chính cũng đã uh, đi khởi công một loạt các dự án đầu tư công. Như vậy thì uh, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái thông tin này thì bạn sẽ thấy và một số cái là mùng 8, thông tin tích cực là mùng 8 này là trung quốc mở cửa lại mở cửa khẩu trở lại thế và uh, chúng ta cũng gắn bó với cái, các cái thị trường ở quốc tế và trong nước ví dụ mình cũng rất thích cái câu chuyện của nước ngoài là họ sau một năm về uh, họ nghỉ từ lộ N đến bây giờ họ bắt tay vào một năm tài chính mới thì chúng ta cũng có cái dự định cho chúng ta một cái năm tài chính với một động bất động sản thì Ví dụ như trong nước, hôm nay năm hôm nay thì cũng một hôm qua thì cái cổng về cổng của cuộc về về sửa đổi luật luật đất đai ấy, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở đấy. Thì đầu tiên là từ luật luật đất đai ấy, thì cũng đã mở ra xin ý kiến đóng góp rồi là là của các cái uh, tổ chức chuyên môn chuyên ngành và thậm chí chúng ta cũng có thể là là là, là có thể là là inbox và, và đóng góp những ý kiến Thế thì trong nước năm nay thì cũng đầu năm thì cũng có những câu chuyện của cái nhân sự của chính phủ thì thôi thì chúng ta cũng sẽ đón nhận nhưng mà điều mà mình thấy cũng tích cực là một phó thủ tướng tân phó thủ tướng là ba cái cũng đi từ bộ trưởng bộ tài nguyên lên 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 thế thì mình cũng thấy một cái điều rất là thuận cho thị trường bất động sản của chúng ta đấy thì cũng có những cái gắn kết vào chúng ta cũng phải nghe ngóng cả kinh tế chính trị xã hội và cả thế giới nữa Thế về 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 chung thì mình cũng có thể với tư vấn với khách rằng là thật ra mình vẫn bảo lưu một cái quan điểm như này là đâu đó thị trường cũng sẽ chững ở trong cái quý 1 và quý 2 thì bắt đầu khởi sắc. À, một cái câu chuyện là tại sao có những dẫn xuất như vậy thì thật ra là trong nội bộ thì chúng mình cũng có những cái câu chuyện của cũng đội nhóm và thậm chí những cái chuyên sâu thì gần đây nhất mình phải chia sẻ với các bạn như này này à, gần đây nhất ở Riverside thì là có một cái giao dịch là 83 tỷ đấy thì bạn sẽ biết là những cái lúc này thì cái thị trường như vậy nhưng mà tại sao cũng có những cái 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 giao dịch như thế hoặc là ở trong cái đội nhóm ví dụ chẳng hạn mình có tham gia về KOL về YouTuber ấy, thì câu chuyện cũng có những người mà bây giờ thì cái 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 giao dịch này nó rất là kín đáo tế nhị nhưng cái gì là trong đội nhóm thì chúng ta cũng đôi khi chúng ta cũng sẽ biết là đây có giao dịch là 40 tỷ ừ, biệt thự đảo Eco Park đấy 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 thế thì câu chuyện là chúng ta cũng sẽ thấy là ở cái bối cảnh thị trường thì rất là nhiều các báo chí truyền thông thế này thế kia nhưng mà đôi khi là chúng ta phải uh, có những cái uh, trong thực tế và chuyên môn chuyên ngành thì chúng ta cũng sẽ nắm được thị trường và những cái tư vấn đấy thì chắc chắn cũng nhiều khi cũng không phải ai cũng có được để các bạn có thời điểm và thậm chí có những khách mà inbox cho mình thì trao đổi thì mình bảo là cái thông tin bạn lấy ở đâu ra Nó cũng rất là rõ giống như kiểu ngày xưa ấy là đã trao đổi rằng là thông tin về từ chủ đầu tư chứ không phải là sự kiện mở bán ông số hai cứ đi các bạn chạy quảng cáo ấy. rồi bạn đặt cọc từ đấy nó rất phức tạp đúng không thế thì chúng ta cũng sẽ thống nhất với nhau là các cái nguồn thông tin của chúng ta phải update nó phải chính thống thế và cũng đôi khi cũng cái quan niệm chính thống hoặc là mình cũng sẽ tin và nghe ai đấy thì về quan điểm cá nhân của mình thì mình dự đoán của thị trường năm nay thì quý 1 cũng sẽ có cũng chưa chưa khởi sắc được. Quý 2 thì đấy và thực tế nhưng mà nó cũng hình thành một cái thị trường là gì? là chen cơ hội, chen cơ hội, bất động sản cơ hội. À, các bạn có thể là câu chuyện mua hàng cắt lỗ, mua hàng của chủ tư. Thậm chí là chúng ta cũng sẽ thấy là ví dụ như cá nhân mình mình có những là khách hàng vẫn vẫn trao đổi và vẫn cần những vị trí đẹp vị trí đẹp nhưng mà không 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 có được vì là những vị trí đấy thì độc những chủ đầu tư hoặc là những cái người mà người ta cũng mạnh mẽ về tài chính họ có một bài bản đầu tư bài bản thì họ sẽ không ra vào lúc này họ sẽ đạt cái lợi nhuận target họ mới ra cơ thì chúng ta cũng rất là khó đấy câu chuyện đấy còn cái, cái câu chuyện cắt lỗ cũng thế cũng nhiều các bạn gửi nhưng mà nó có phải vị trí vip đâu đấy thế nên là chúng ta cũng sẽ tìm hiểu và cá nhân mình thì mình cũng ít những cái thương vụ đấy vì thương vụ đấy thì mình nghĩ rằng là làm sao nó kết nối được hai bên? Đấy. À, vì là mình cũng lại khuyên lại thậm chí các bạn không mua hàng của mình từ trước giờ nhưng mình khuyên lại nếu như mà cắt trong mấy tháng đấy mà lỗ sâu quá thì bao giờ làm lại. Nếu như trước đây đã có những thương vụ mà đã lãi được rồi thì bù trừ nhưng nếu mà trong bắt đầu mới tinh và vào Sberbank hai như thế thì đúng là stress mấy tháng mà đến bao giờ nếu mà cắt lỗ như thế bao giờ làm lại được? thì có thể chúng ta nhìn nhận lại thị trường chúng ta bỏ chấp nhận một cái lượng lỗ như vậy và đến chúng ta ta gắt tiếp là trong thời gian như sao thì có thể có cái tư vấn nó sẽ khác nhau đi chứ còn nếu mà không thì 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 lại thậm chí là bây giờ bạn dư cung thì chính các bạn hại mình thôi đấy thế thì mình có có nhìn nhận như vậy và đấy các bạn sẽ thấy đấy thị trường nó luôn luôn có những cái cái giao dịch như vậy và thậm chí trong ngành trong nghề hoặc là trong cái, cái group của, của, của nhóm của, nhóm kín của những chuyên môn thì chúng ta sẽ có để chúng ta thậm chí là mình cũng tư vấn nó tự tin hơn cho bạn những cái dữ liệu như vậy để bạn có thể là vẫn xuống tiền đầu tư thế thì, thì uh, trên cơ sở đấy vì là thế còn một số cái vấn đề là uh, với ocean park 2 thì bạn mình như này những cái căn hoàn thiện thô ấy, thì bạn sẽ thấy là ngoài tết đa số các bạn cũng sẽ là cũng cũng chẳng đâu Vin hơn Vin đâu vì câu chuyện như này này nó đã thành đại đô thị rồi Mà các dịch vụ tiện ích đấy thì các bạn mua thì các bạn sẽ sửa kiến trúc và các bạn sẽ tạo thuê hoặc tạo dòng tiền bất động sản thì có thể tạo dòng tiền và lãi vốn nên là mình thấy rằng là nếu cái điểm rơi của Ocean Park 2 ấy, thì cũng là các bạn sẽ tầm lợi hết quý những cái căn nhỏ thì có khi chỉ 3 tháng xong nhưng mà những căn to chắc chắn phải 6 tháng thì như vậy là tháng 6 quý 2 là chúng ta cũng sẽ có khởi sắc đúng không mà mong mỏi tốt nên nữa thì là cuối năm nữa là mọi người về rất đông. Đấy là câu chuyện ai cũng mong muốn. Đấy, thế thì chủ đầu tư đã làm đầy đủ hạ tầng rồi. Đúng không? Bây giờ còn cái trụ chung tay chung sức của các bạn nữa thôi và trong tất cả thì mình cũng lại không tư vấn các bạn nước sóng. Và chủ đầu tư cũng hướng đến người tiêu dùng thật. Thế nên chủ đầu tư cũng làm ra các giá trị hạ tầng là đi vào đô thị thật chất lượng thật sự cuộc sống chứ không phải là nhiều chủ đầu tư khác còn lấy tiền của nhà đầu tư cũng chưa làm hạ tầng. Nhưng đối với Vin thì các bạn xuống đấy Bây giờ thậm chí bây giờ cái khu kinh doanh ánh sáng đẹp lắm Thế thì chúng ta sẽ có một cái những niềm tin mà chúng ta có sự lý giải thế Đôi khi nó cũng vẫn phải có theo biến thị trường Chẳng hạn Câu chuyện của kinh doanh ánh sáng Nếu trước đây thì cũng định là Noel Nhưng mà bây giờ thật bạn là nếu có tổ chức ở đấy thì Với cái hạ tầng mà cái, cái câu chuyện kia thì cũng chưa có về Đúng không? Thì chúng ta có một cái tiện ích của hạ tầng của cả mấy cái công viên Royal Way Park ấy họ thậm chí nếu như trong trà là mà phát huy ba cái công viên ấy cũng, cũng vẫn thoải mái cho chúng ta đúng không? Thế còn cả cái tiện ích của cái nhối sáng thì chủ đầu tư đang lùi lại là đến tháng 4 năm 2023 đúng không? Và cái trường học cũng vậy. Thì uh, câu chuyện thì mình nghĩ rằng là nếu mà về đông về mà các bạn trường học có xây lên mà dân chưa về đông thì bạn có đưa con bạn về thì cũng lại rất là chưa chưa về đúng không? Thế nên là chúng ta phải thấy chung là nếu như mà trường có xây số tuyển sinh mà chưa về đông thì rõ ràng cũng lại chưa chắc trường đã đã có xây nhưng mà lại thành không vận hành được đúng không? Thế nên chủ đầu tư có tôi tính lại cái cái bài toán đấy. Thế là mình mình có câu chuyện là chia sẻ với các bạn như vậy. Thế còn trong lộ trình thì trường học thì cũng xây ở chỗ cỏ xanh cũng xây ở trong trà la là, là có thiết kế lên rồi. Đấy, thế nên là chúng ta sẽ nhìn nhận với sau cho nó cái sự phù hợp với một cái hai cái vấn đề nữa là cái À, ví dụ như trong cái nhà mẫu ấy, nhà bê tông ghép ấy thì cái công nghệ mới ấy, thì sau khi khảo sát thì của mọi người cũng đều tích vào là 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 lựa chọn cái 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 vật liệu xây dựng cũ theo phương pháp truyền thống là gạch chế thì chủ đầu tư cũng đồng ý rồi tụ điện khu sân hô thì cũng họp rồi cũng đa đương ra phương án giải quyết rồi Đấy, thế đâm ra là mình thấy rằng là à, chúng ta cập nhật thông tin à, chúng ta nhìn nhận cái tổng thể À, đâu đó các bạn nhắn lại tin thì mình thấy nó cũng có những cái tin nó chưa được chuẩn lắm thì mình cũng chia sẻ này các bạn như vậy để cho nó chuẩn. Và nhận định thị trường với cá nhân mình như vậy. Thế và chúng ta cũng tìm kiếm cơ hội. Ví dụ như chẳng hạn Ocean Park 2 mà bạn mua, bạn cần mua về ở luôn đúng không? Mà một lại còn thích mua cắt lỗ nữa. Đấy, ừ, khoái cắt lỗ nữa thì cũng bạn có thể inbox cho mình, mình sẽ đưa những vị trí cụ thể. Giờ trả bao giờ bằng giờ mà còn đang còn tiền đúng không? thì sẽ là xem vị trí cụ thể chứ không phải là mua nhà hành thành tương tương lai nữa đúng không tức là bạn sẽ được trải nghiệm thực tiễn và bạn ra quyết định từng phân khu đấy là mình cũng rất quen quan đúng không cái nữa cái nữa là nếu như trong trường hợp các bạn chưa cần ở ngay mà bạn mang tính chất đầu tư dài hạn thì đấy thì ocean mark ba cũng là một bài toán ví dụ như ocean mark ba thì 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 đến mình theo dõi cái chính sách bán hàng ấy, thì đến sinh nhật bác năm 2025 bạn mới phải trả cái cái lãi theo lãi suất thả lỗi đúng không? Thế còn bài toán về lãi mà một số các ngân hàng bây giờ là đưa ra thì bạn sẽ thấy là tháng 5 sang năm thì bạn mới phải giả tháng 5 tháng 6 sang năm bạn mới phải giả cái kỳ hạn lãi đầu tiên và với Vin thì cái phần tranh lệch Vin vẫn đảm bảo là chỉ có 9, Thế nên chúng ta phải hiểu rõ trong cái việc đấy Không là chúng ta từ nghe tin trong cái đội nhóm Mà nhìn thấy các cái các cái, số kia là có cái hoảng hãi <laughs> Chẳng phải hoảng hãi Nhưng mà vấn đề đấy Thì chúng ta nắm sao cho nó chuẩn Thông tin nó chính xác Để để mà chúng ta có những bài toán Thật ra mình cũng thấy là một số cái người mà Tài chính mà không chuẩn thì Nhưng mà rõ ràng bạn thấy là trong thương vụ ấy thì bạn phải tính cả đường tiến đường nuôi đúng không thế thì đấy là đủ rõ ràng và mình có tư vấn khách hàng mình cũng có file sale chạy dòng tiền 2 năm đúng không thì đấy thì mình khách của mình thì vẫn cứ họ cũng đã xác định như thế rồi thì mình rất là chuẩn thế còn nhận định thị trường chung chúng ta cũng có một những cái thời điểm luôn luôn gắn kết với nhau đấy, về về theo dõi trên kênh và các cái thông tin làm sao hữu ích thế thôi thì mình thấy là đấy hôm nay nó cũng có một số các câu chuyện như vậy thì chúng ta nhìn nhận là chẳng hạn như là đấy biến kinh tế chính trị xã hội trong nước thôi thì có bác bác ấy lên phó thủ tướng trước bác ấy làm bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường khả năng lĩnh vực bất động sản của chúng ta cũng ok đúng không? đấy thế rồi là nhìn về tổng thể của vin nữa thì tại sao có những lý giải tại sao là uh, cái lùi thời hạn cả các thị trường đúng không? có những người thì cũng về quen tết rồi bất động sản năm nay cũng vậy thế nên mình cũng vẫn À, những thông tin cùng nhau trao chia, trao đổi chia sẻ và cảm nhận đấy thì hoặc à, thậm chí là chúng ta cũng sẽ đặt phải đặt một cái vấn đề bản nề nữa năm nay dụ như là bây giờ cái đầu xuân chúng ta nói về cái bất động sản chúng ta đang nắm giữ ừ. thì nếu như ta ghét từ ban đầu là hai năm với thanh khoản đúng không? đạt bao nhiêu thì thanh khoản đúng không thì rất là nhiều nhiều mà mình thấy các bạn đặt cái quá kỳ vọng làm sao có chuyện là bạn nhìn lại Ocean Bắc 1 đi, 4 năm mới được như thế này mà thị trường bây giờ có xuống, có xấu có đi ngang thì có khi người ta lên đến X3 rồi người ta cắt lỗ là là 40% hoặc 30% thì chuyện bình thường mà. Đấy. Cái nữa ở Ocean Bắc 2. Các bạn làm sao kỳ vọng được từ mở bán 28 tháng 4 đến sang một năm bản lề mới của năm tài chính mới mà bạn kỳ vọng là như kia thì mình nghĩ nó quá phi lý. Mà các bạn có khi như đặt vào như thế là cái hành động của bạn là đầu cơ. Mà đầu cơ thì thôi rồi thế với thị trường này thì thôi rồi không phải đặt lãi ngay khi mà đặt cọc nữa rồi đúng không thế thì chúng ta sẽ tìm bài toán giải còn đâu một số các thông tin về 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 thời hạn cái thứ thì mình lý giải mình chia sẻ với các bạn nó thấy nó hợp hoàn toàn hợp lý Đấy, thì chúng ta cũng thấy cái cái làm sao mà nó lý giải nó đúng nó chuẩn thế còn năm tới tài chính thì mình cũng dự đoán như vậy cái nữa là chúng ta cũng nếu như trong trường mực nhé và cá nhân mình mình phải đăng phải trao dồi những cái kiến thức mới ở một những cái thị trường mới thì câu chuyện là chúng ta cũng phải luôn luôn đa dạng hóa Ví dụ bỏ trứng vào giỏ thị trường quốc tế thị trường trong nước ngày xưa mình đánh giá Âu Dương Bắc một là thị trường quốc tế là vì là cái sự sự giao dịch cái sự tham gia thị trường nó đông của nhiều người đúng không có cả Việt Kiều nữa đấy rồi là chứ không phải là một thị trường trong tỉnh đấy thì đấy mình đánh giá như vậy thì trong năm nay cũng thế thì trong trường hợp ví dụ như là là chúng ta có Ờ, còn dòng tiền chúng ta tìm kiếm ở trong cái này ra sao thì mình cũng đang phải học mình cũng đang học thì bắt đầu úc chẳng hạn đấy thì làm sao cái quan điểm tức là gì mình mình vào ví dụ một cái đường cao tốc chẳng hạn 120 cây thì mình cũng phải chi chi phối điều chỉnh quy phạm một cái đấy chứ bây giờ cũng thế đấy còn đâu nếu bạn đi đường bình thường ba bốn hoặc là bạn sẽ thấy bảo ủi ừ, cái đường này mười bảo, mười bảy mới lại mười ba bé đấy bảo đi ra cái đường to cái thì bạn lại trả ra đúng không cái đường phố nó khác Đấy. Đường phố nó khác, đường 20 mét nó khác. Thế nhưng mà ví dụ chẳng hạn ra đường 52 mét thì giá nó khác. Thì có khi bạn này bảo ủ cao quá, đúng không? Thế thì ở đây thì chúng ta cũng có những cái sự cảm nhận. Và đến bây giờ thì mình cũng đánh giá các bạn là Ocean Park 3 thì vẫn đang hình thành trong tương lai, đúng không? Nhưng Ocean Park 2 thì bây giờ thời điểm này bạn còn đầu tư hay bọn nào là gì ấy bạn cần cái gì thì rõ ràng cái trải nghiệm thực tiễn rồi trong ngày mai thì mình cũng sẽ phát hành một cái căn một cái video về uh, căn uh, tứ lập tại uh, Hải Âu. Đấy. Thế và từ gián Tết thì mình cũng cố gắng làm sao mà nếu mà có các bạn cần mình sẽ quay một cái căn ở trong cọ xanh mê đảo dừa. Đấy thì cho chúng ta đầy đủ 8 phân khu. Thế và tiếp tục thì chúng ta cũng sẽ đồng hành. Đấy và mình cũng update thêm các cái kiến thức. Đấy rồi dần dần trong kênh mình cũng sẽ có những cái sự chia sẻ các bạn cần uh, update thêm hoặc là có những cái điều gì mà chưa đấy thì các bạn cũng inbox cho mình thì mình cũng làm làm sao để cả một cái cộng đồng uh, chúng ta hiểu và chúng ta thấy cái lý giải nó nó phù hợp để chúng có một cái niềm tin đấy. chứ uh, nhiều người cũng update các thông tin không chuẩn thì cuối cùng là chúng ta lại bị lệch lạc đôi khi có khi là uh, ra tạo cái niềm tin nó không hay đấy nhiều bạn cũng rất là nhắn bảo cắt lỗ đậu kia nhưng mà mình bảo không có đâu hoặc là gọi điện bảo anh có bán cái đấy giá này giá kia thì mình bảo là em hãy tương tác lại em bảo là anh đồng ý bán rồi em đến đấy anh xem rồi nếu chúng ta hợp với nhau thì có khi anh còn cắt giảm sâu hơn thế nhưng lại không thật đâu thế là chúng ta phải nắm được thị trường nắm thị trường thực tiễn giao dịch à, hiểu cái nội tại vì bây giờ 4.0 nó cũng có, có hai mặt rất nhiều các bạn gọi điện rồi các thứ nhưng mà nó không chuẩn thế hoặc là cũng có những bạn mà cần gấp quá thì cũng cũng inbox cho mình thì các bạn ở xa thế thì mình cũng cũng có tư vấn cho nó chuẩn làm sao mà kết nối được những thương vụ cho nó phù hợp thế còn nếu mà không trong trường mà nào đó mà các bạn cứ đã ở xa xa xong lại thông tin thị trường ở các group nó không chuẩn nữa thì cuối cùng bạn cũng lại thấy có khi lại không an yên thế thì qua câu chuyện này mình cũng muốn là cái dự đoán thị trường của cá nhân mình như vậy kết nối với các cái thông tin chủ đầu tư và thứ hai là chúng ta cũng sẽ đặt cho nhau một cái lộ trình tài chính của năm 2023 đấy đầu tư cũng chả dám nói là ví dụ như là các bác cái tầm tiền đấy thì các bác khác rồi đúng không nhưng mà đấy chúng ta vấp cái gì thì chúng ta cũng sẽ sẽ giải bài toán ở chỗ đấy đấy cái sự chuyên nghiệp chuyên nghiệp là gì chúng ta có những bước tiến và bước lui đấy và chủ đầu tư cũng vậy thì qua video cũng chia sẻ thêm mọi người còn các cái biến kinh tế chính trị xã hội vĩ mô thì mình cũng là mình thấy là quan chứ không như các cái bạn mà cứ nhận xét nó khủng khoảng hai ba năm nữa thì cá nhân mình thì cũng không thấy cái vấn đề này đâu vì sợ là chung tay bây giờ nó là tất cả chung tay của cả một cộng đồng thế giới và cũng có những bài học tiền lệ trước rồi để người ta cũng sẽ tháo gỡ chuẩn thì chúng ta không có gì phải bi quan như vậy và đặc biệt với bất động sản của Vin đấy, thì mình lạc quan như vậy năm tới thì cái nữa là chúng ta cũng sẵn sàng với những cá nhân mình mình cũng phải học hỏi chia sẻ tìm kiếm cái gì đấy cho nó khá khó khăn này cái sự tích lũy tài sản ở đấy thì nó rất là cẩn trọng đấy thì qua video muốn chia sẻ cho các bạn những thông tin update thị trường bây giờ thị trường và những thông tin vui à, các bạn cần sửa chữa gì về luật luật đất đai ấy. đấy các cái thứ thì các bạn có thể là inbox cho mình cái cái đường link ấy, đấy mở rồi quốc hội mở cái đường link ấy ra rồi các bạn đóng góp đấy thế và thị trường thì chúng ta cũng sẽ nhìn đến cá nhân mình lạc quan thôi lạc quan bằng cái cơ sở chứ không phải lạc quan bằng những cái thứ bằng bằng niềm tin đâu mà vấn đề là lạc quan phải có cái kiến thức cơ sở và lắm bắt lại tổng quát và những thông tin thậm chí những căn kia đâu có phải bây giờ mua bán giá trị lớn cả hai bên đều mang tính private có ai muốn công bố đâu nhưng mà ví dụ như là trong hội nhóm một trong các đấy thì mình sẽ biết được thì mình tư vấn ví dụ mình biết thời điểm cái thứ thì ra vào cho nó mua vào ra mua vào bán ra cẩn thận chuẩn và lập kế hoạch tài chính chuẩn thì để cho phù hợp thì không lại cứ mua xong rồi lại stress để khổ mà lại bây giờ lại cũng lại nhiều cái vấn đề của stress nữa thì không nên tết đến nơi rồi thế nên là vài cái thông tin chia sẻ update cập nhật tình hình cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong các video sau